phía trước là nhà của tôi á, xong phải đi phải xuống tuốt ăn xèo đây. Ôi, rộng quá, mới giờ. Hello, ok, bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người đi nghe bụi chuối với tôi. Ấy gãy cái chuối, gãy chuối. Còn ăn cá coi, đây. Yeah, chết kiến cắn, ngứa quá kiến cắn. Ôi, kiến cắn nữa. Oh my god. Oh my god. Trồng mía nữa. Cái này cái gì? Cái ổi. Phải không? Đúng rồi này. Như mấy cái cây mồng tơi rồi đó, như cái cây chanh dây mà nó chết rồi, ngay chanh dây nó leo trên đây nè, là nó ngổm rồi. Cho người có cắt coi nè.